Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha MT09 có sự pha trộn hoàn hảo giữa của mình nước cơ bài và gas cổ điển. Yamaha MT09 được thiết kế phong cách nước cơ kết hợp với phong cách gas cổ điển. Cái sự xuất hiện của MT09 đánh dấu nhiều hơn một cái chiều mới trong cái sự tiến hóa của nhà Yamaha. Động cơ thiết kế mới là 3 xi lanh, một mẫu nước cơ kết hợp phong cách gas cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ hơn về thương hiệu của Yamaha, vốn nổi tiếng với thiết kế mạnh mẽ và hiện đại. Với thiết kế được xem là khá hiện trong cái bộ tứ phiên bản. Không chỉ dừng các trang bị tiêu chuẩn, trang bị thêm kính chắn gió Buji Smart. Trang bị tăng trường cho ghi đông lái với cụm con dầu Brembo ACS, cái kính gù CRC Aros. Đem lại cái sự nhẹ nhàng cũng tăng thêm cái sức hút dành cho cái bản độ này đến từ ghi đông Gizuma. Ngoài ra tăng cường cái sự ổn định lái bằng cái trợ lực Hybrid ASC. Dàn chân xa xỉ đến từ cặp phanh kép của Rainbow đi kèm với dầu S. Yamaha MT09 được phát triển để hiện qua cái bản chất của chiếc học có đèn của nhà Yamaha, được thiết kế để đảm bảo đáp ứng ga ngay tức cùng với cái sức mạnh thấp đến tầm trung của một bên sẵn. Các cấu động cơ là 3 xanh được thể hiện qua ống xả IX Ray tạo ra một sự hầm hố nhẹ. Yamaha MT09 được xem đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chum Chichibu và MV Agusta Fultan. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.